Long Thể Thao xin chào tất cả các bạn khán giả thân mến Chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với video tiếp theo của mình Phân tích chi tiết trận đấu giữa câu lạc bộ Nakhon đến từ Thái Lan Với câu lạc bộ Hóa chất Đức Giang Lào Cai đến từ Việt Nam Trận đấu giữa Nakhon và Hóa chất Đức Giang Lào Cai Tại bảng A giải bóng truyền vô địch cúp các câu lạc bộ nữ châu Á năm 2024 Hứa hẹn sẽ là một cuộc đối đầu đầy kịch tính và hấp dẫn khi mà cả hai đội đều mang đến những điểm mạnh riêng biệt, tạo nên một cuộc cạnh tranh đáng chờ đợi. Trước khi đến với những thông tin chi tiết, rất mong tất cả các bạn hãy bấm like cũng như bấm đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Xin cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về phong độ và lực lượng. Đối với câu lạc bộ Nakhon, họ được thi đấu trên sân nhà sẽ là một lợi thế không hề nhỏ dành cho Nakhon. Sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả sẽ tạo thêm những động lực và áp lực lên cho đối thủ. Đội hình của họ vô cùng đồng đều. Đội chủ nhà sở hữu một đội hình đồng đều với rất nhiều cầu thủ kinh nghiệm, đặc biệt là ở vị trí chủ công và phụ công. Điều này giúp cho họ có thể đa dạng hóa lối chơi và gây bất ngờ cho câu lạc bộ hóa chất Đức Giang. Về phong độ của họ, trong thời gian gần đây thì câu lạc bộ Nakhon đã thể hiện một phong độ khá ổn định. Khi ở trận đa quân, họ đã có một chiến thắng trước câu lạc bộ Kai Style đến từ Đài Loan à, đến từ Hồng Kông và họ đã để thua câu lạc bộ Kenis. Họ cũng đã có những sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho giải đấu được tổ chức trên sân nhà. Về phía câu lạc bộ hóa chất Đức Giang Lào Cai, sau khi có chiến thắng đầu tiên trước câu lạc bộ uh, Sting đến từ Hồng Kông Trung Quốc thì tinh thần của các cô gái Việt Nam đang lên rất cao và họ sẽ quyết tâm giành được chiến thắng để đi tiến sâu hơn vào vòng trong mặc dù biết điều đó là rất khó. Lối chơi, đội bóng Việt Nam sở hữu một lối chơi đa dạng với nhiều pha tấn công vô cùng bất ngờ và khả năng phòng ngự chắc chắn sẽ là một điểm mạnh của họ. Về áp lực cạnh tranh đối đầu với một đội bóng mạnh như Nakhon các cô gái Việt Nam sẽ phải đối mặt với rất nhiều áp lực từ trên sân cũng như từ phía khán giả. Đối với câu lạc bộ Nakhon, họ sẽ có những chiến thuật tấn công ngay từ đầu, họ sẽ tận dụng tối đa chiều cao và sức mạnh để áp đảo đối phương. Còn về phía hóa chất Đức Giang Lào Cai, các cô gái Việt Nam có thể sẽ tập trung vào việc phòng thủ chắc chắn và tìm kiếm cơ hội phản công. Họ cần phải hạn chế tối đa những sai sót đặc biệt là khâu đỡ bước 1 để có thể gây được những đối bất ngờ cho đối thủ về những cái yếu tố quyết định về khả năng tận dụng rõ ràng trong trận đấu này đội nào tận dụng những cơ hội tốt hơn thì có cơ hội chiến thắng dành nhiều hơn đặc biệt áp lực của trận đấu cũng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý của các cầu thủ và đội nào giữ được bình tĩnh thì đội đó sẽ có lợi thế hơn về khả năng thích nghi khả năng thích nghi cũng sẽ là lỗi chơi của hóa chất đức giang cũng là một yếu tố vô cùng quan trọng về dự đoán, trận đấu này hứa hẹn sẽ là một trận đấu hấp dẫn và khó đoán. Tuy nhiên, với lợi thế sân nhà và đội hình mạnh thì câu lạc bộ Nakhon sẽ được đánh giá cao hơn. Tuy nhiên, bóng truyền là một môn thể thao đầy biến động và hóa chất Đức Giang Lào Cai hoàn toàn có thể tạo nên những bất ngờ trong trận đấu ngày hôm nay. Và Lâm Thể Thao cũng xin mạnh dạn dự đoán, trong trận đấu này, câu lạc bộ hóa chất Đức Giang sẽ để thua câu lạc bộ Nakhon với tỷ số là 1-3. Còn bạn, bạn nghĩ sao về trận đấu này? Hãy đưa ra quan điểm của mình dưới phần bình luận video nhé. Còn bây giờ, Long thể thao xin gửi lời chào tạm biệt đến toàn thể quý vị và các bạn và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video tiếp theo.